Nga tập kích chính xác, bắn cháy hai trực thăng Ukraine. Quân đội Ukraine hỗn loạn, binh lính bị bỏ rơi tới chết. Xe tăng T-62M của Nga sống sót kỳ diệu sau khi bị cả đàn 10 UAV tự sát tấn công. Quan chức Israel tuyên bố sốc, tố Mỹ đang cố lật đổ Thủ tướng Netanyahu. Ông Kim Jong-un lái xe tăng mới ra lò của Triều Tiên. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng trên kênh youtube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu sẽ là các tin tức cập nhật nóng về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Cập nhật tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quân đội nước này phá hủy hai trực thăng vận tải quân sự Mi-8, Mi-17 của Ukraine ở Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga đăng video cho thấy các lực lượng Nga đã phá hủy hai trực thăng vận tải quân sự của Ukraine khi các phương tiện này đang dừng tiếp tế tại một sân bay tạm thời ở Donetsk, miền đông Ukraine. Các trực thăng được cho là đã bị phát hiện gần làng Nova Pavlovka, cách tiền tuyến khoảng 46 km. Video được ghi lại từ máy bay không người lái do quân đội Nga công bố cho thấy ba trực thăng Mi-8, Mi-17 đỗ cạnh nhau trên một con đường đất với một xe tải tiếp tế và một phương tiện khác gần đó sân bay tạm thời đã bị bom chùm nhắm mục tiêu, khiến hai trực thăng bị vô hiệu hóa. Đoạn video cho thấy trực thăng bị phá hủy do chúng đạn dẫn đường trực tiếp, trong khi một xe tải tiếp tế và một trực thăng khác kịp sơ tán. Một video khác được chia sẻ trên mạng cho thấy xe tải dường như đang chở tên lửa phóng từ trên không đã di chuyển đến một nhà kho gần đó. Theo đoạn video, tòa nhà sau đó đã bị trúng một quả bom dẫn đường từ trên không. Bộ Quốc phòng Nga xác định các trực thăng bị phá hủy là Mi-8 nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Tuy nhiên, ít nhất một trong số trực thăng này được cho là Mi-17V5 do Nga sản xuất. Một số chiếc được Washington mua vào đầu những năm 2010 cho quân đội Afghanistan. Chúng được chuyển đến Ukraine vào giữa năm 2022. Trực thăng kịp thời sơ tán dường như là một chiếc Mi-8MT cũ do Liên Xô sản xuất. Cục trưởng Cục Điều tra Đặc biệt và các vụ án Maidan tại Văn phòng Tổng công tố Ukraine, Sergei Gorobatyuk hiện phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine, đã phàn nàn về sự hỗn loạn trong quân đội. Theo ông, các trung tâm tuyển mộ quân đội Ukraine đã lừa đảo tân binh mà họ tuyển dụng. Chính quyền không hề biết chuyện gì xảy ra trên thực địa và binh lính không biết mức lương của họ là bao nhiêu. Các chuyên gia cho rằng những vấn đề này cho binh sĩ Ukraine thấy rằng lãnh đạo nước này đã bỏ rơi họ đến chết. Gorbachev đã liệt kê các vấn đề của lực lượng vũ trang Ukraine trong một báo cáo dài 15 trang mà ông đã chuẩn bị khi còn trong quân đội. Ông gửi tài liệu cho Bộ Quốc phòng nước này. Họ lạnh lùng báo cáo rằng tài liệu sẽ được xử lý. Tuy nhiên, không rõ liệu họ có giải quyết được vấn đề, thực hiện các đề xuất và phản ứng nói chung theo cách nào đó hay không. Nạn tham nhũng đã khiến bộ máy chính quyền của Ukraine trở nên mục ruỗng, không thể gồng gánh cả một đất nước đang trong thời chiến. Hậu quả của việc này là quân đội đang trở nên hỗn loạn, những người cầm súng chiến đấu đang bị giới cầm quyền bỏ rơi tới chết. Tình trạng này sẽ dẫn tới kết cục thảm bại cho chính quyền của ông Zelensky. Truyền thông Nga cho biết, kíp lái xe tăng T-62M của quân đội nước này đã thể hiện kỹ năng vượt trội và lòng quả cảm trong trận chiến gần Donetsk. Video ghi lại cho thấy, xe tăng T-62M của Sư đoàn Súng trường Cơ giới Cận vệ số 20 đã vượt qua bãi mìn trong bối cảnh họ bị các máy bay tự sát không người lái của Ukraine truy đuổi, tấn công. Hàng loạt vụ nổ lớn của mìn cũng như UAV tự sát đã xảy ra, tuy nhiên chiếc chiến tăng T-62M rốt cuộc vẫn có thể vượt qua. Phía truyền thông Nga nhìn nhận chính kỹ năng và sự quả cảm của kíp lái T-62M đã giúp họ thoát hiểm trước đòn tấn công của dàn UAV tự sát khoảng 10 chiếc. Chiếc xe tăng T-62M có phần lỗi thời lại có thể sống sót kỳ diệu trước đòn tấn công của UAV tự sát, là điều khá đặc biệt trong xung đột Đông Âu. Dù ra đời đã lâu, nhưng nhờ những giải pháp tác chiến hợp lý nên chiến tăng T-62M vẫn phát huy sức mạnh tại chiến trường. Các nước thành viên EU đã đồng ý bổ sung 5 tỷ euro vào quỹ chung để chi cho việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Bỉ, nước chủ tịch luân phiên EU, cho biết đại sứ của 27 quốc gia trong khối đã nhất trí trên nguyên tắc về kế hoạch cung cấp vũ khí cho Kyiv vào năm 2024 với số tiền 5 tỷ euro. Chiến dịch vận động bổ sung 5 tỷ euro cho quỹ viện trợ Ukraine đã bị trì hoãn trong nhiều tháng qua vì sự phản đối từ Đức và Pháp. Berlin khẳng định khoản hỗ trợ song phương của họ dành cho Ukraine cũng phải được tính vào đóng góp của nước này cho quỹ. Trong khi đó, Paris yêu cầu quỹ chỉ bồi hoàn những vũ khí được sản xuất tại châu Âu các nhà ngoại giao Đức cho biết, nước đóng góp lớn nhất cho quỹ viện trợ Ukraine đã đạt thỏa thuận với Bruxelles về việc tính một phần những khoản hỗ trợ song phương của Berlin vào mức đóng góp cho quỹ. Đồng thời, Pháp cũng hài lòng với cam kết rằng các nước sẽ ưu tiên mua vũ khí từ các công ty quốc phòng châu Âu, nhưng có thể tìm kiếm bên ngoài EU nếu một số loại đạn dược hoặc hệ thống không sẵn có. Động thái trên là cú hích cho Kiev, trong khi Washington, một trong những nguồn viện trợ lớn nhất cho Ukraine, đang giao động do tranh cãi chính trị ở Quốc hội Mỹ. Ngày 13 tháng 3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nảy sinh ý tưởng gửi binh sĩ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tới Ukraine vì các thành viên của khối do Mỹ đứng đầu đang âm mưu chia rẽ Kiev. Bà Zakharova nhận định những tuyên bố mà ông Macron và các chính trị gia NATO khác đưa ra về khả năng triển khai lực lượng dự phòng hoặc bán quân sự vào lãnh thổ Ukraine đều là vì muốn phân chia những gì họ coi là tàn dư của Ukraine. Bà Zakharova nói rằng khát vọng lãnh thổ chính là thứ giúp giải thích tại sao Kiev vẫn chưa được mời gia nhập NATO. Theo bà Zakharova, điều này sẽ yêu cầu tất cả thành viên NATO phải công nhận biên giới của Ukraine, song không phải tất cả các nước này đều sẵn sàng làm như vậy. Các nước NATO chưa lên tiếng về phát ngôn trên của bà Zakharova cũng trong buổi họp báo trên người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova tuyên bố moscow sẽ không bao giờ tham gia hội nghị hòa bình do thụy sĩ tổ chức về cuộc xung đột tại ukraine nga không có ý định tham gia một hội nghị như vậy ngay cả khi được mời chính thức đây là phát ngôn chính thức từ phía bộ ngoại giao nga sau khi các phương tiện truyền thông gần đây đưa tin rằng trung quốc và thụy sĩ đang nỗ lực mời nga tham gia đàm phán vào tháng trước thụy sĩ đã công bố kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình vào mùa hè Hiện chưa có thông tin cụ thể nào về ngày diễn ra sự kiện. Danh sách những bên tham gia cũng chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, Ukraine đã chỉ ra rằng Nga chỉ có thể được mời nếu nước này đồng ý trước một loạt điều kiện tiên quyết. Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý khác, ngày 13 tháng 3, phía Israel xác nhận đã không kích vào một trung tâm phân phối lương thực của Liên Hợp Quốc ở miền Nam Gaza, Palestine và tiêu diệt một chiến binh Hamas tại đây. Lực lượng Israel cho biết chiến binh Hamas nói trên là ông Mohammad Abu Hasna. Phía Israel cho rằng ông Hasna đã cung cấp thông tin tình báo về các vị trí của lực lượng Israel cho Hamas và cũng tham gia kiểm soát viện trợ nhân đạo, phân phối viện trợ cho Hamas. Tuy nhiên, hiện tại phía Hamas chưa xác nhận về việc ông Hasna có phải là thành viên của họ hay không. Các quan chức y tế tại Gaza cũng xác nhận cuộc không kích của Israel nhắm vào trung tâm phân phối lương thực của Liên Hợp Quốc tại Gaza làm 5 người thiệt mạng, trong đó có một nhân viên Liên hợp quốc. Cùng ngày, cơ quan Liên hợp quốc hỗ trợ người tị nạn Palestine cho biết, một trong số những cơ sở của họ tại thành phố Rafah, cực nam Gaza, đã bị tấn công, khiến 5 người thiệt mạng và 22 người bị thương. Trong một tuyên bố mới đây, lực lượng Hamas của Palestine đã bác bỏ thông tin nói rằng, lực lượng này đã chấp thuận đề xuất sửa đổi của Mỹ về lệnh ngừng bắn ở Gaza. Trước đó vào tối 12 tháng 3, báo al arabia dẫn lời một quan chức cấp cao của hamas tiết lộ nhóm này đã đồng ý với đề xuất sửa đổi của mỹ về lệnh ngừng bắn ở gaza và rằng các đại diện của hamas dự kiến sẽ tới cairo trong những ngày tới để thảo luận về các chi tiết cuối cùng theo đề xuất sửa đổi này thỏa thuận ngừng bắn cũng quy định việc cho phép người dân gaza vốn đã phải đi lánh nạn do xung đột được trở về nhà theo từng giai đoạn tuyên bố của hamas khẳng định thông tin do báo al arabia đăng tải là không đúng sự thật trong khi đó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cũng cho hay ông chưa từng nhận được thông tin nói rằng Hamas có thể chấp nhận một thỏa thuận, đồng thời kêu gọi Hamas và Israel tiếp tục đàm phán. Một quan chức Israel mới đây đưa ra tuyên bố gây sừng sốt rằng Mỹ có liên quan đến nỗ lực lật đổ chính phủ do Thủ tướng Benjamin Netanyahu lãnh đạo trong bối cảnh cuộc chiến ở Gaza đang khiến ông Netanyahu hứng nhiều chỉ trích và áp lực. Tuyên bố được đưa ra sau khi một báo cáo tình báo của Mỹ tuyên bố rằng. Chính phủ của ông Netanyahu có thể gặp nguy hiểm trong việc quản lý chiến tranh ở Gaza, diễn ra kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào miền nam Israel. Trong báo cáo tình báo gây tranh cãi về Israel trước đó, Mỹ cho biết sự mất lòng tin vào khả năng lãnh đạo của thủ tướng Netanyahu đã ngày càng sâu sắc và lan rộng trong lòng người dân so với mức vốn đã cao trước chiến tranh. Chúng tôi dự đoán sẽ có các cuộc biểu tình lớn yêu cầu ông Netanyahu từ chức và tiến hành một cuộc bầu cử mới một chính phủ khác ôn hòa hơn là một khả năng theo mỹ israel có thể tiếp tục đối mặt với những thách thức từ hamas trong vài năm tới bất chấp rằng ông netanyahu nhấn mạnh rằng israel đang gần đạt đến mục tiêu tiêu diệt nhóm vũ trang palestine bản thân thủ tướng netanyahu vẫn quyết liệt theo đuổi các cuộc tấn công vào gaza và nói rằng các tiểu đoàn hamas còn lại phải bị tiêu diệt ở rafah để israel giành được chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến ông nhắc lại rằng Hamas sẽ tập hợp lại và tiến hành phản công nếu Israel không hành động nhanh chóng. Liên minh công đoàn các ngành dịch vụ Verdi ở Đức thông báo nhân viên an ninh sẽ tiếp tục đình công trong ngày 15 tháng 3, chỉ một ngày sau khi tuyên bố đình công cả ngày 14 tháng 3 tại năm sân bay lớn của Đức. Verdi đang yêu cầu Hiệp hội Liên bang của các công ty an ninh hàng không tăng lương mỗi giờ thêm 2,80 euro, tương đương khoảng 3,07 đô la Mỹ tiền thưởng dựa trên hiệu suất cao hơn và các điều khoản tốt hơn cho thời gian làm thêm giờ, với lập luận rằng biện pháp này là cần thiết để chống lại lạm phát trong những năm gần đây. Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ tiếp tục vào ngày 20 tháng 3. Nhân viên hàng không và đường sắt đã đình công nhiều lần trong 12 tháng qua, gây ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế Đức. Theo một số ước tính sơ bộ, các cuộc đình công như thế này đang khiến kinh tế Đức thiệt hại hơn 100 triệu euro mỗi ngày hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã lái một chiếc xe tăng mới trong tập trận huấn luyện giữa các đơn vị xe tăng hôm 13 tháng 3 nhằm kiểm tra khả năng chiến đấu thực tế của lực lượng xe tăng nước này. Ông Kim Jong-un bày tỏ sự hài lòng về sức mạnh tấn công và khả năng cơ động của loại xe tăng mới của quân đội Triều Tiên. Ông gọi xe tăng này là chiếc xe tăng mạnh nhất thế giới. Nhấn mạnh sự cần thiết phải tổ chức các cuộc tập trận chuyên sâu mô phỏng một cuộc chiến tranh thực tế cũng như các trận đấu huấn luyện, ông Kim Jong-un đặt ra các nhiệm vụ quan trọng trong việc hoàn tất các công tác chuẩn bị cho trường hợp xảy ra chiến tranh. Chuyến thị sát lực lượng xe tăng Triều Tiên của ông Kim Jong-un diễn ra trong bối cảnh Seoul và Washington đang tổ chức cuộc tập trận lá chắn tự do hàng năm nhằm tăng cường khả năng gian đe trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Cuộc tập trận kéo dài 11 ngày diễn ra từ ngày 4 đến ngày 14 tháng 3 Hai bên dự kiến sẽ thực hiện 48 hoạt động thực địa, gấp hơn 2 lần so với năm ngoái và không có địa điểm nào gần biên giới chung với Triều Tiên. Đây là cuộc tập trận lần đầu tiên sau khi Bình Nhưỡng hủy bỏ các hiệp định quân sự liên triều năm 2018 hồi tháng 11 năm 2023. Bình Nhưỡng từ lâu đã lên án các cuộc tập trận quân sự chung giữa Seoul và Washington, gọi chúng là những cuộc diễn tập cho chiến tranh. Tuy nhiên, Mỹ và Hàn Quốc cho biết các cuộc tập trận quân sự của họ mang tính chất phòng thủ. Hạ viện Mỹ chiều 13 tháng 3 theo giờ địa phương đã thông qua dự luật. Theo đó, chủ sở hữu Trung Quốc của ứng dụng TikTok là Biden có khoảng 6 tháng để thoái vốn tài sản ở Mỹ hoặc đối mặt với lệnh cấm. Dự luật đã được thông qua với tỷ lệ 352 phiếu thuận, 65 phiếu chống và dự báo sẽ gặp khó khăn hơn tại Thượng viện. Theo Reuters, lãnh đạo đa số Thượng viện Chuck Schumer cho biết Thượng viện sẽ xem xét luật này. Ông Schumer cho rằng đây là vấn đề an ninh quốc gia quan trọng. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karen Jean Perry cũng cho biết Nhà Trắng muốn thấy Thượng viện hành động nhanh chóng. Tuần trước, Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẵn sàng ký ban hành luật. TikTok được khoảng 170 triệu người Mỹ sử dụng đã trở thành một vấn đề lớn với chính phủ nước này. Các nhà lập pháp cho biết đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ những người dùng TikTok ở độ tuổi thanh thiếu niên phản đối dự luật này. Hàng chục người dùng TikTok đã biểu tình bên ngoài điện Capitol trước cuộc bỏ phiếu. Tuy nhiên, người phát ngôn của TikTok cho biết công ty đã trả tiền thuê họ tới Washington DC. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh YouTube Thế giới nghiêng. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.